Di Động Phật, con là Pháp Danh Luân Nhẫn, con cũng đã đồng hành với sự hiện tại. Thì những ngày hôm qua là ngày 3 tháng 6, ngày sáng ngày 3 tháng 6 lúc mà 1 giờ khuya, có khoảng gần chắc con độ là khoảng 200 người mặc quần áo bình thường á, khi mà chúng anh em con đang ngủ đến 1 giờ thì họ hai người kè một người, nhưng mà họ rút chi rút lại hết, rút hai chi rút lại hai tay hết, họ kè ra xe. Người nào bự con thì họ kè ba người, nhưng mà 70 mấy người như vậy là con khoảng 200 người. Họ dẫn mọi người lên xe, lúc mà lên xe còn ngủ mê á, rồi mọi người không có ấy gì cả. Con có hỏi họ tại sao, vì sao và tội gì bắt em. Cái họ nói lên xe đi, rồi họ trò chuyện, rồi họ hỏi thả ra. Cái là con lên xe, rồi xong cái nghe mấy anh đó nói là một phía đưa về phía nam, đi về hướng nam, nhưng mà không biết về trong nam hay là về tỉnh nào. Một phía đi về hướng bắc, nhưng mà tới lúc mà sáng á, khi mà tới thành phố Hà Tĩnh, họ có chở con với anh em quân đội vô ngay trong trung tâm thành phố Hà Tĩnh, ngay trong công viên. Có một không biết họ nói chuyện sao, cái họ đưa ra, họ tìm cái chỗ trụ sở công an phường Kỳ Trung, họ đưa quân đội con vô trọng. Cái họ nói là mình đi như vậy ảnh hưởng về giao thông an ninh đồ này kia. Cái con nói là con đi là con rất là tôn trọng pháp luật, con đi là lúc nào cũng đúng làn đường, còn huynh đệ cũng vậy, đi một hàng một và đi cũng đúng làn đường, tại mọi bình dân người ta đi theo, người ta làm này kia rồi ảnh hưởng môi trường câu chuyện thôi, chứ huynh đệ con đi thì con không có sai pháp luật, không có ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng vì con sai pháp luật nên con đã bỏ ra đi rồi. Con khi mà con gọt đồ, họ kêu con mặc cái bộ đồ đá banh kia, con không chịu, tới con mặc đồ này là con đổ, con không mặc, con không mặc đồ ai cả, giờ con trả lại. Cái họ con thấy quân dân la lên, họ đã đi qua 3-4 người mặc thường phục, họ đã áp tải con lên xe và đưa con ra bãi đất trống. Khi mà đến bãi đất trống, con có ghé vô nhà dân xin nước. Một người dân đã biết con đi trung đoàn á, họ hỏi vì sao con cũng làm ngày qua cái video á, họ quay lên họ đã đưa lên rồi.